now. Okay. How is going today? How is going today? Are you happy or sad today? Are you happy or sad today? Let's go. Let's go now. Phi Kim Ngân. Hello. Good evening. Nào, trời ơi. À, các bạn ăn cơm chưa? Vân nào, hello Vân. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Bông à. I love you. Trời ơi, ai có xinh, có xinh này. Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello teacher. Linda, so excited. Linda, she is so happy today. And how about you? Okay, rồi ôi lớp mình là cứ phải dồn những cái giờ mà cứ phải trễ là 1-2 phút là ăn cơm đúng không? Thì hôm sau mình cố gắng là mình vào sớm nhá, mình vào sớm hơn một chút nhá, ok, được không nhở? Cô con là cố gắng là mình vào sớm hơn một chút để mình có thể điểm danh nhá, mình điểm danh xong mình còn học nữa, phải không? Chứ vào muộn thế này thì làm sao mà mình điểm danh kịp được, right? Nhưng mà thôi, bây giờ chúng mình nào chuẩn bị lấy điện thoại ra là các bạn đăng nhập vào Class Dojo. Đồng thời nhá, đồng thời là các bạn hãy comment tên của mình này, hãy comment tên của mình ở trên phần chat để cô có thể điểm danh nhá. Ok, các bạn đã đều có link, đều có mã QR Class Dojo của mình rồi đúng không nào? Rồi chúng mình bắt đầu là một là lấy điện thoại ra để mình tự đăng nhập vào Class Dojo nhá. Hai là mình bắt đầu đăng tên ở trên này để cô đọc nào, bạn Võ Minh Khang nào, right? Võ Minh Khang. Rồi, xem nào, xem các cái tên hôm nay nào. Rồi yêu cô Ngọc nè. Trời ơi, cái bạn cô yêu cô Ngọc thì phải ghi tên ra đây nhá. Rồi Vũ Phương Nhi này, Bùi Thùy Dương này. Đây lớp mình hiện tại bây giờ có 90 bạn trong Class Dojo. Và có mấy bạn thì vẫn chưa mở được chứng của mình nhá. Ok. Vũ Lưu Kim Ngọc. À. Ok. Cô ơi, con mãi mới vào được. Ừ, rồi các bạn nhớ là đi vào sớm nhá. Đây này, hôm nay này. Bởi vì vào sớm thì mình ổn định hơn. Nó không bị lỗi Zoom đúng không? Nhiều bạn là đang không có vào được Zoom đó. Nào đây nhá, các chứng của các bạn này, có bạn thì mở rồi, có bạn thì vẫn chưa mở được. Ok, Trần Diệu Anh rồi, Trần Duy Phong. Cô ơi, lúc cô cởi kính ra cô giống người khác. Ok, rồi cô kia này cô công nhận. Nào các bạn nào, lấy Class Dojo của mình ra. Bạn Ngọc Lan Vũ, ui, thế thì phải xem nào. Hình như là chưa có cái tên Lan đâu.
Đấy, không có thì phải bảo ngay nhá. Đúng không nhỉ? Ngọc Lan Vũ nào. Vũ Lan Ngọc đúng không? Con ghi tên là Vũ Lan Ngọc đúng không nhỉ? Có thể là chưa có đâu. Ôi, thiếu sót quá. Rồi. Thế là đây nhá. Dành cho bạn. Bạn nào vẽ em bảng đấy. Không được đâu. Nha, Trần Duy Phong nhá. Tắt ngay nhá. Cứ Tô Giang không vẽ lên bảng nhá. Rồi. Cái thể hư thế nhỉ. Nào các bạn nhá. Đinh Tô Giang à. Đỗ Bảo An này. Nguyễn Lương Hà, An, Trần Anh Huy, Nguyễn Thái Thịnh nhá. Cô ơi mở sao ạ? À? Mở gì? Mở mở Class Dojo hả? Tô Giang có không? Giang có mà. Hôm nay có không bạn nào mà phải comment tên cơ. Như nếu các bạn không comment tên đầy đủ là cô bên đội ngũ người ta không add được tên các con đâu. Đấy, cái này có rồi nha. Có ở trong file này nhá. Rồi tiếp theo. Bạn Giang là Đinh Tô Giang có rồi mà. Đinh Tô Giang mấy lần lên bảng là cô còn tích điểm vào cho cơ mà. Sao lại không có được? Đúng không? Tú Uyên á, Tú Uyên tên là cái gì? Đầy đủ là gì? Nếu mà chưa có tên đầy đủ là không biết đâu. Như Uyên là không có tên, không có tên trong này. Uyên comment lại tên cho cô nào. Cô ơi con chưa thấy mã của Khánh Bình cô ạ. Tên đầy đủ của Khánh Bình là gì ạ? Tại vì là thường thường nếu mà không comment tên đầy đủ thì sẽ không có tên ở trong Class Dojo ấy ạ. Khánh Bình tên đầy đủ là gì ạ? Võ Ngọc Khuê rồi. Vũ Ngọc Lan. Thế con tên là gì? Con tên là gì? Con tên là gì? Sao lại comment tên của mẹ ở đây? À, cái có nghĩa là mẹ comment ấy hả? Thì mẹ phải comment tên của con chứ bây giờ cô lại nhỡ ta rồi thì mình cứ xóa vào đây đi nhá. Rồi mình xóa rồi. Cô khổ ghê cơ. Nào các bạn comment tên là Trần Anh Huy nào. Bạn nào là bạn mới thì các bạn comment tên là con là học sinh mới nhá. Ok. Trần Anh Huy. Trần Anh Huy có rồi nhỉ. Phan Minh Phương, Lưu Cao Khánh Bình rồi. Nguyễn An Nhiên. Cô ơi tên con đâu? Thế con tên gì? Khổ quá. Con tên gì con phải comment ra chứ. Để mình còn xem chứ. Cô ơi mã của Lưu Vũ Kim Ngọc. Có nha, Lưu Vũ Kim Ngọc có ở trong trong danh sách nha. Tại vì cái tên này rất là hay. Cho nên là cô nhớ là có đấy. Nhưng mà nếu mà nhỡ có bị xóa đi thì đấy thì mình sẽ chuẩn bị lấy cái mã mới nha. Nào, Lưu Vũ Kim Ngọc nào. Đây rồi, cô cứ ghi đây xong tí nữa. Đến cuối giờ cô gửi lại nhá. Lưu Cao Khánh Bình. Đặng Hoài An à? Đặng Hoài An hả? Hoài An à? Nhớ nhá, bạn nào bạn mới thì nhớ comment cho cô nào. Có tôi nhỉ? Nào cô đọc nào, Nguyễn An Phú này. Rồi. Trời ơi, Khánh Bình như con tên gì Khánh Bình mới được chứ cứ tên con biết sao đúng không nhỉ? Con comment tên này đủ cho cô nhá. Phạm Phú Tiến Minh này. Cái gì Đăng Khôi? Đăng Khôi đây. Cái gì Đăng Khôi mới được? Đúng không? Các bạn đều comment tên đầy đủ các bạn mà. Bởi vì có rất nhiều bạn tên giống con đúng không? Thì mình phải có họ thì mình mới comment được. Mình mới có thể điểm danh vào đây được chứ. Phân biệt chứ đúng không nhỉ? Nguyễn Đức An chưa khởi mã cô ơi. Nào xem nào.
Có tên nha, Nguyễn Đức An có tên ở trong danh sách nha, mình về tìm lại nhá. Mình về tìm lại trong danh sách cho cô nhá. Đỗ Bảo An á, Bảo An có mà. Ôi, chắc chắn là có luôn. Ồ, hí, chết rồi. Ôi, lại xin lỗi Đỗ Bảo An nhá, thì tí nữa cô gửi lại mã nhá. Ôi trời ơi. Ôi cô giáo già. Nó giả quá rồi, sao lại quên mất tên con, bởi vì Bảo An lại rất hay ở trong lớp và cô cũng nhớ tên bạn này mà sao lại thiếu nhỉ. Rồi, thế chút nữa cuối giờ cô gửi lại trên nhóm con nhá. Rồi, con mới vào, bạn Hương Quỳnh, Hương Quỳnh lớp 3. Ờ, Hương Quỳnh tên đầy đủ là gì nhỉ? Con comment tên đầy đủ cho cô nhá. Quái vật của con xấu quá. Vậy cô ơi, mình sửa được mà, mình sửa được mà, mình thay avatar mà. Cô ơi, con mới học. Thế Tú Uyên tên gì? Tú Uyên comment lại cho cô tên nào. Tú Uyên comment lại cho cô tên đầy đủ nhá. Thùy Dương, cô trên Zalo không có chỗ mở chứng hả cô? Cái này khó trả lời quá nhỉ. Hôm trước cô hướng dẫn rồi. Minh Phương. Happy. Con nhờ cô cho bé Tú Uyên ạ. Bé Tú Uyên tên đầy đủ là gì ạ? Họ ấy ạ. Nguyễn Tú Uyên, Trần Tú Uyên hay là Phạm Tú Uyên hay Nguyễn Ngọc Tú Uyên hay gì ạ? Phạm Kim Thanh, Nguyễn Ngọc Bảo An. Con mới vào cô ạ. Cô không, cái này không, không, không. Yes. Rồi, thank you Hiệp Phạm nha. Khánh Bình, Cao Lưu Khánh Bình rồi. Đặng Hoài An xin mã. Hoài An có tên chưa? Hoài An hôm trước đã hôm trước có đi học không? Hoài An hôm trước có mã ở trên Class Dojo rồi nhá. Cô có gửi link danh sách ở trên Zalo rồi nhá. Mình lên trên đấy mình tải xuống rồi mình xem là tên của mình ở đâu để mình quét mã nha. Ok. Nào, còn những bạn mà đã có tên nhá, các bạn đã lấy điện thoại ra để quét mã chưa? Để quét mã chưa? Các bạn đã lấy điện thoại ra để quét mã để đăng nhập chưa? Nguyễn Ngọc Diệp rồi. Nguyễn Ngọc Bảo An. Bảo An có tên mà. Đấy, nó có rồi cho nên là nó không áp được nữa đây này. Có rồi nhá các con. Cái chữ A này nó ngay đầu thôi. Cái danh sách có chữ A mà. Chữ A đấy thì nó ngay đầu thôi. Chữ A này lớp mình nhiều bạn An lắm. Mình cố gắng mình xem nhá. Mình xem lại nhá. Vũ Phương Nhi, Nguyễn Phạm Tú Uyên. Rồi, Nguyễn Phạm Tú Uyên à? Uyên. Rồi, bạn Nguyễn Phạm Tú Uyên có tên rồi nha. Thì cuối giờ thì cô sẽ gửi lại một cái danh sách mới của các bạn nha. Happy. Cô ơi, có tên của con không ạ? Con ghi luôn rồi. Thảo á, con tên gì? Mỗi một lần dùng một nick. Thảo á, Phạm Hiên Thảo. Cả lớp ơi, đợi cô một xí xem nào. Đấy, Phạm Hiên Thảo có tên rồi nhá. Ôi, cô không già, cô xinh mà, ôi. Sao mà lại động viên thế? Rồi, nào bây giờ cả lớp đã sẵn sàng chưa để mình bắt đầu học nào? Cô thấy là điểm danh xong rồi đấy. Hôm nay là lớp có vẻ hơi vắng một chút. Tại vì chắc đầu tuần ha. Lớp có vẻ hơi vắng một chút ha. Thôi. Con có nha. Con. Nhi nói gì? Yes, okay. Now, so. It is total today we have 92 students, but some students today were absent because some reasons
Maybe they have the classes. Maybe they need to study another subject. Or maybe they need to go outside. Yeah, so today we just have the 57 students now. But okay, don't worry. Today we will try to play the quiz. Okay, try to play the quiz about, okay, about fruit and drink. Quyết định là lớp mình nếu mà đầy đủ cơ, đầy đủ thì mình có thể là hôm nay mình sẽ chia nhóm. Tuy nhiên là hôm nay lớp mình không có đầy đủ, cho nên là mình sẽ làm một cái một cái kiểu làm bài tập khác. Ok, nào vẫn là quiz của mình thôi. Ok, vẫn là quiz của mình thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ comment nhá. Nào, các bạn có điện thoại không? Các bạn đang có điện thoại không? Có bao nhiêu bạn nào mà đang dùng có đang dùng máy tính và có điện thoại riêng ấy? No. No. Now so, với những bạn nhá mà đang có gì nhỉ thôi. Nào con các bạn hay học bằng điện thoại đúng không? Vậy thì bây giờ là mình chuẩn bị review nào. Các bạn chuẩn bị nha, mình làm bài tập nào để ôn lại bài hôm trước Food and Drink để khởi động nha. Where is it? Đây, yes. Okay. So, we need to focus on the task and then you comment the right answer, right? Nào các bạn nào đã chuẩn bị nào, một cốc nước và một đôi tay nhanh chưa? Một cốc nước và một đôi tay nhanh để comment đáp án chuẩn cho cô nhá. Now, so are you ready? Are you ready? Các bạn đã ready chưa? Các bạn đã ready chưa nhỉ? Nào, để cô bấm start cái này cả lớp cùng khởi động một bài nào. Nào, cả lớp cùng khởi động. Yes, yes, okay. Yes, now, so, cả lớp nào mình cùng tập trung nha. Và cả lớp cô sẽ, sau khi buổi học này, cô sẽ xem cái phần chat xem là bạn nào comment nhanh và chính xác nhất từng câu hỏi nhá. Okay, so, we need to start. Okay. Can you tap the answer? What is this? Aha! You know the answer now? Hà An said is salad, right? Salad. Good job. Okay. Okay, next. What dot 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 do you have? What? Okay, now, what? Ah, yes, Hiệp Phạm comment first. Do. Exactly. Okay, next. What dot 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 she have? What dot 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 she have? Các bạn comment cả tên thôi nha. Đúng rồi. Nếu mà bạn comment 1, 2 là cô không biết đâu, cô không đọc được đâu. Đâu bạn nào đây, bạn Hải Vân này. Trước bạn Hải Vân có bạn Phạm Miền Thảo này. Có Vũ Phương Nhi này, có Khánh Vân này. Còn người comment đầu tiên là ai đây? Cái gì VTA ở Vũ Trung Kiên đúng không? Ai ta? Vũ Trung Kiên thì phải. Nhi comment đầu tiên. Does, exactly, what does she have? Good. Okay, next. What has she got? Look at the picture and comment for me. What is? Full sentence nha, các bạn không comment 1, 2, 3, 4 nha, cô sẽ không đọc được đâu.
Ok, bạn nào comment cả các bạn hãy dành thời gian để comment cả dòng nào. Yeah. Các bạn hãy dùng thời gian để comment cả dòng viết nào. Đây Khánh Bình nào, she's got fruit. Ok nào, ok, đúng rồi, Khánh Bình cộng 1 điểm nha. She's got fruit. Good job. Ok, so what is this? What is that? What is this? Okay. Can you? Orange fruit. Juice. Jute. Now, juice. She's got fruit. Lemon. Juice. Now, biết là juice nhưng mà nó là cái gì juice mới được chứ? Orange juice. Okay. Good job. Orange juice. Đây là juice đó, juice. Tụt rồi. Look and choose the correct sentence. What does she he has? Cả câu nào, cô cần cả câu nào. Cô không có biết là 1, 2 là cái gì đâu nha. Làm bài cần nhanh thì mới 1, 2 thôi, chứ bài này không cần nhanh. Nào, he has some ice cream hay là he have some ice cream? He has some ice cream, laptop của Nguyễn An Phú. Ok, thank you Nguyễn An Phú cộng 1 điểm nha. Mặc dù là đánh sai chính tả chữ hết thành chữ há đấy. Ok. Look into the correct sentence. Look into the correct sentence. Now, so look at this. I have some French fries. Or I has some French fries. I need some sentence. I need some people. Nào, bạn Triệu Mẫn nhấn là I have. Và chính xác rồi Triệu Mẫn nha. I have some French fries. Okay. It's a difficult question. We have Wednesday, the next day, Friday, or Saturday. So can you? Ah, I see Nguyễn An Phú got another Thursday. Nhưng mà nhớ là phải viết hoa nha. Thursday. Không được viết thường, phải viết hoa nha. Thursday. Good job. Ring ring. Ok, cái từ vừa nãy là juice, right? Thursday. Now, so Monday. Dot, and then we have Wednesday. So what is the date between Monday and Wednesday? Yeah, Tuesday. Bạn nào comment đầu tiên đây, Tuesday. Okay, Hải Vân nha. Thank you, Hải Vân. Hải Vân đầu 1+. Hải Vân có 1 điểm nữa nha. Tuesday. Okay, take all salty food. Now, hãy tích vào các những cái ô mà đồ ăn mặn nào. Salty food. Nào, trong cái chỗ này thì các bạn nghĩ là đây là đồ ăn mặn đây. 1, 3, 4. Nào, cái này cô cho phép comment số mà. Cho nó dễ nha. Còn bạn nào mà comment được cả từ ra cộng điểm luôn. Chưa thấy bạn nào comment cả từ ra. Tất cả nha. Có rất nhiều bức tranh nào.
thấy bạn An Phú với cả bạn Phú Phiến Minh là đã comment đúng là số là 134 này. Nhưng không có ai comment cả chữ ra thì hiện tại thì không có bạn nào có được điểm này nha. Ok. Good. Salty là đồ mặn nha. Ok. Write the word in the correct order. So, nhanh quickly là nào. Ok, nào ai comment nhanh thế này. Khánh Bình. Ok, thank you Khánh Bình. Nào còn các bạn khác nào? Các bạn khác comment cũng rất là nhanh đúng rồi. Yes, it's water, right? Đến nước lọc nha. W A T E R. Water. Ok, water. Hoặc là nếu mà nói giọng Anh Mỹ thì mình sẽ đọc là water. Ok, good job. Ok, nice. We need to take all the sweet food. Mình phải nhấn vào các từ mà là đồ ăn ngọt nha. Sweet food. Ok. Các bạn hãy comment cả tên của món ăn ra để cô có thể biết rằng là các bạn có biết viết cách viết của cái từ đấy không nhá. Nào, so. Có rất nhiều đáp án ở đây. Ok, Hiệp Phạm comment rất chính xác. Donut and ice cream. Good. Hiệp Phạm, plus one. Ok. What is this? Rice, thank you Hà An, rice. Từ rồi. Not now. Okay, look at this. Wait is the old one out. Cái từ gì mà nó là cái từ rất là không trùng khớp ở trong cái nhóm này nào? One, có bạn có biết? One bad rồi, thank you Khánh Bình luôn, chuẩn. Khánh Bình, tuyệt vời. Bad, con dồi, bad. Okay, good job. What is this? Sandwich? A burger? Hamburger? A burger? Okay, thank you, class. Burger. Nè, comment nhiều quá. Không kịp đọc. What is this? Tua lại cái xem nào. Ai ta? Hiệp à, lại điểm tiếp à? Ôi dồi ôi, Hiệp hay là Giang đây? Nhìn thấy chị Giang đang làm cake. Ok. Hai chị em. Ok. So next, we have the end. So. Chà, lớp mình caught the quiz. Ok, good. Có vẻ như các bạn là rất chắc về cái phần food and drink là cái chủ đề mà các bạn rất là ưa thích đúng không? Bây giờ thì mình sẽ học kỹ hơn nha. Sau bài quiz thì mình mới chỉ học về từ thôi đúng không nhỉ? Mình mới chỉ học về new words hôm trước thôi. Về nào, cake, rồi là salad. Ok, something else about this. About fruit and food and drink. So today we will study about food and drink, but more detail. And we will study some sentence about this, right? Okay, start share here. Oh, this just a little bit warm up. Okay, nó chỉ là một cái phần gọi là warm up thôi, đúng không? Khởi động nhẹ nhàng lớp thôi, rồi cả lớp cảm thấy sao? Đã nhớ chút gì chưa? Rồi, các đã thấy nóng người chưa? Đã thấy nóng người chưa? Yes, Cảnh Phân say yes. Nào, đã thấy nóng người chưa nào? Để mình chuẩn bị là mình vào cái bài học. Ui, vẫn chưa. Thế là mình cần phải có thêm một cái bài nữa. Nó phải hoành tráng hơn, đúng không?
bây giờ nó phải hoành tráng hơn, thì lúc đấy là mình học thì mình mới cảm thấy là ui trời, mấy từ này dễ lắm hả? I'm not hot now. No, vẫn muốn tiếp à, vẫn muốn phải chơi tiếp à. Nhưng mà nó phải học đã nha các con nha, về mình phải học kiến thức mới cho mình mới có thể có bài tập để làm tiếp được, đúng không? So now come back to the class today. We have this. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes or no? Can you see the screen? Yes. Okay, thank you. We need to study about this one. Now, mình có thể ôn lại bài cũ một chút nha. Hôm trước mình học về 12 từ vựng about food and drink. Okay, mình học 12 từ vựng về đồ ăn và thức uống. Okay, we have orange, right? Orange. Yeah, orange. Và cái âm mà mình luyện đi luyện lại đó là âm j, right? Âm j, orange. Và từ tiếp theo là grape. Grape. Nhưng mà đây là có nhiều nho thì mình sẽ đọc là grapes, right? Grapes. Okay, good. Nho. Cô rất thích grapes luôn. Hot dog, right? Hot dog. Okay, hot dog. Hơi khó đọc một chút. Hot dog, right? Hot dog. Ôi, Nguyễn Ngọc Diệp luyện tập rất chăm chỉ. Cô sẽ cộng Nguyễn Ngọc Diệp một điểm. Cô vừa nhìn thấy Nguyễn Ngọc Diệp xong đang luyện tập. Tuyệt vời. Nào, tiếp tục nào. Đấy, tôi giang vỗ tay cho Nguyễn Ngọc Diệp luôn. Nào, tiếp tục nào, các bạn luyện tập theo nào. À, tiếp. Ice cream. Ice cream. Đúng không nhỉ? Hơi khó một chút nhỉ? Ice cream. Nào, các bạn lọc nào. Ice cream. Rồi, tốt lắm nhá. Không được mở âm. Ví dụ bạn nào mà đọc là ice cream hay cả ai kim hay là ai cream gì đấy là không được đâu nha, đúng không? Okay, ice cream, right? Ice cream. Okay, one more time, we have ice cream. Good. I know that you got the good pronunciation, right? Ice cream. Okay, listen. Ice cream. Good. Ice cream. Good. Now next. Ôi cái món này cực kỳ ngon luôn ý. Cái món này nó có một cái miếng beef hoặc là một cái miếng chicken, right? Mình có một cái lát bò hay là một cái lát gà nhà, xong thì có cả rau đúng không? Nhưng mà không thể nào bằng bánh mì Việt Nam được. Ok đúng không? Chuẩn bánh mì pate bà làm, right? Nhưng mà cái này thì mình cũng phải học cái từ này thôi. Đấy, từ hamburger, right? Hamburger. Yeah, hamburger. Now one more time, hamburger. Trông nó giống cái bánh mì truyền thống của Việt Nam đúng không? Và nhưng mà không ngon bằng đâu. Of course luôn. Nhỉ? Ok. Trời ơi cười. Nào. Next. Thế còn cái này sao, các bạn có thấy cái này ngon không? Pizza. 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 Ôi rồi chuẩn luôn, bạn nào đây? Thủy Dương nha, Thủy Dương học tích cực lắm, Thủy Dương đọc luyện mà phải đến đâu Thủy Dương đọc cô cái nào. Pizza. 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 Good. Rồi Trúc Linh, Trúc Lâm nào. Pizza. Pizza. Ok, good. Nào Ngọc Nhi đâu nhỉ? Ui, Ngọc Nhi nào. Ngọc Nhi mở mic con ơi. Pizza. Ok, pizza. Pizza. Ok, đúng rồi đó. Pizza, right? Pizza, đúng không? Pizza, đúng không? Nó đọc là pizza luôn này này. Pizza, right? Pizza, right? Ok. Nào, mình tiếp tục nào. Mình đọc cứ đồng âm đi, xong thì mình đọc chậm thôi. Mình cứ đọc chậm, mình phát âm chậm thôi. Xong thì dần dần mình đọc nhiều thì nó thành quen á. Right? Now, so next. Today we have a task two. Listen, say, and then we write. Okay. Có biết là một số bạn ở trong lớp mình thì chưa có biết viết. Đúng không nhỉ? Bởi vì các em mới có 5 tuổi và lớp 1 thôi. Nhưng mà các anh chị lớp 2, lớp 3 thì đã biết viết rồi nha. Cho nên các bạn nhớ là comment phần chat để có xem các bạn viết thế nào nhá. Rồi, so listen, say,
and write. Mình có 3 nhiệm vụ là bây giờ mình sẽ nghe này, nói và sau đó mới viết, được không nhỉ? Bây giờ cô với các con cùng nghe chưa nhá? We first listen, okay? Are you ready? Are you ready for the class? Ôi dồi ôi, bánh mì made in Việt Nam bằng không thể đếm xuể. So, are you ready? Are you ready? Yeah, thank you. Thank you, Minh Khánh Vân nha. Yêu lắm nào. So, page 83, activity 3. Listen and say. Write. 1. She's eating grapes. 2. He's drinking milk. 3. They're eating cake. 4. She's drinking juice. 5. He's eating a sandwich. 6. They're eating pizza. Okay, today we have 6 sentences about what is she or he eating or what are they eating, right? Họ đang ăn gì hoặc là cô ấy hay anh ấy đang ăn gì? Rồi. Look at the first. Now, so, mình chuẩn bị nào, mình listen rồi đúng không? Bây giờ mình say nhá, mình cùng nói nhá. Page 83. Activity 3. Listen and say. Write. 1. She's eating grapes. Okay, first, she's eating grapes. She eating grapes. Nào các bạn đọc theo cô nào. Read after me. She's eating grapes. Nào bây giờ cô mở cái màn hình ra xem những bạn nào đang đọc nào. Ngọc Khuê nào. Hello teacher. Hello Ngọc Khuê, can you read aloud the sentence here for me please? She eating grapes. Nào, đọc lại một chút nha. Nào, she's. She's. Nào, đúng rồi, she's có âm gió nha. She's, she is đấy. She is đó. Ok, she's. She's eating grapes. Grapes. Eating grapes. Đúng rồi, nào con đọc nhanh một chút nào. Grapes. She's eating grapes. G, P, đồng, G, R. A, P, đúng không? Grape. Grape. Nào, grape. 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 Không phải grape. Nếu mà grape là gì đúng không? Là tuyệt vời, đúng không? Nhưng còn đọc là grape. Này, khi đóng khẩu hình miệng nhận grape. 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 Đúng rồi, chính xác grapes. Grapes. Rồi, chuẩn luôn, sửa cái là được ngay nào. Con đọc lại cả câu nào, đọc chậm thôi. She's eating grapes. She's eating grapes. Tốt rồi, con gái, chuẩn. Tuyệt vời, cộng điểm nha. Yeah. Ok, nào, có bạn nào đúng không? Nào, bạn nào muốn sửa phát âm nào, giơ tay cho cô nào. Bạn nào muốn sửa phát âm nào. Có Ngân, xem là cô, các bạn. Ôi, nào, thử Nguyễn Hoàng Ngân có giơ tay không? Hay là Nguyễn Hoàng Ngân à? Ok, Nguyễn Hoàng Ngân, right, can you? Hello teacher. Oh, good evening. So, can you read aloud this sentence for me, please? Okay, teacher. She eating grapes. She eating grapes. Nào, vừa nãy vừa sửa cho Ngọc Khuê rồi cả lớp đúng không? Vừa sửa cho Ngọc Khuê rồi đúng không nhỉ? Mình phải là grapes, right? Grapes. Grapes. Đúng không? Grapes. Rồi, tốt. Đấy, phải phát âm ngay từ đầu đúng không? Chứ không phải là để cho các bạn phát âm trà ăn trà lưa ra xong rồi. Đúng không? Mình lại để phát âm sai đúng không nào? Cố gắng lên con nhá, con đọc cả câu nào, con đọc đúng rồi đấy. Now she's eating grapes. She's eating grapes. Rồi tốt lắm Nguyễn Hoàng Ngân nha.
Rồi cố gắng học tập nha con. Thank you Nguyễn Hoàng Ngân nào. Tiếp tục nào. Someone is eating grapes, right? Ui cái chùm nho này, trời ơi cô chỉ có phút mốt là xong rồi. Đúng. Ok nào, còn tiếp tục nào. Two. Two. He's drinking milk. Ok. He's drinking gì nhỉ? Các bạn comment cho cô nào. He's drinking... Ui, Nguyễn Ngọc Anh à? Ui chà, Nguyễn Ngọc Anh đã comment rồi. He's drinking milk. Good job. Có bạn comment hết cho các con rồi đấy. Có các anh chị mà đã comment hết cho các con để con đọc đấy. He's drinking milk. Nào bạn nào cần sửa phát âm nào, giơ cái tay lên nào, giơ cái cánh tay lên nào để cô còn xem là cô còn sửa nào. Úi dồi ôi, Phạm Phú Tiến Minh đâu rồi? Anh chàng đẹp trai của tôi đâu rồi? Nào. Hello, hello, hello. Ask to unmute đây em bé. Mở mic cô nào. Trần Nguyên Khang nữa nhá. Nào bạn Phạm Phú Tiến Minh, Trần Nguyên Khang đúng không? Hai bạn chào nhau cái nào. Hello. Hello. Rồi. Hello. Rồi hai anh em, hai bạn đúng không? Nào cùng coi như là xem bức tranh chu cho cô nhá và đọc đồng thanh cho cô nào. What is he drinking? Đọc cơ mà con ơi. Milk. Okay. Nào how about Trần Nguyên Khang? What is he drinking? Milk. Milk. Anh Tiến Minh dạy lại cho Trần Nguyên Khang cho cô nào. Nào chỉ lại cho em Nguyên Khang. Milk. 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 Ôi trời. Milk. À tới đây là Tiến Minh hôm sau là phải đăng ký làm trợ giảng cho cô nhá. Được không? Rồi Trần Nguyên Khang thấy anh Tiến Minh dạy dễ hiểu không? Có. Được, đúng rồi. Bây giờ hai anh em mình cùng đọc nhá. He's drinking milk. He's drinking milk. Nào, he's drinking milk. Thế con làm được. He's drinking milk. Nào bây giờ anh Phạm Phú Tiến Minh đọc trước cho cô nào. He's drinking milk. He is drinking milk. 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 Tốt. Nào bé em bé Trần Nguyên Khang nào. He is drinking milk. Okay, good job. He is drinking milk. Oh, các bạn có nhìn thấy đâu? Ok, sorry. Ok, nào, tốt rồi. Nhớ nha các bạn nha. Nhớ có âm gió này. He's drinking milk, right? Good job. Và không được bỏ âm gió cô nha. Rồi, cảm ơn hai anh em. Thế là lớp này còn rất nhiều trợ giảng đúng không nhỉ? Tiếp tục nào. Hai anh em mỗi người cần cộng một điểm nha. Vì đã có teamwork này, đã hỗ trợ em cùng học này và em rất hợp tác với anh nha. Nào, tiếp tục nào. Three. They're eating cake. They are. Four. She's drinking juice. Ui, nhanh quá. She's drinking juice. Four. Cake. Drinking milk. Three. They're eating cake. Now, they are. They are gì ta? They are, để có comment nào cho cô biết không? Úi dồi ôi, Thùy Dương luôn, Thùy Dương Patado. Đỗ Bảo Anh Patado. Tuyệt vời quá. They're eating cake, right? Thùy Dương cũng comment ngay sau đó luôn. They're eating cake, right? Bây giờ cô xin mời Bảo An và Thùy Dương nào. Bạn Bảo An và Thùy Dương nào để cô tìm tên nào. Bạn Đỗ Bảo An này. Ok. Hello Bảo An. Hello teacher. Ok. Now, how about Thùy Dương nào? Thùy Dương, can you hear me? Hello, teacher. Okay, great. Nào, hai bạn có đang nghe cô nói không? Yes.
Ừ, hiện tại bây giờ là lớp mình đông quá cho nên là cô không có nhìn thấy các bạn ở trên màn hình đâu. Cô mới chỉ nghe giọng thôi. Ok, so what are they eating? They are eating cake. Bảo An is speaking or Thùy Dương is speaking? Now, Bảo An first now. Bảo An first now. What are they eating? They are eating cake. Okay, how about Thùy Dương? Do you agree with her? Thùy Dương có thấy bạn Bảo An nói là they are eating cake là đúng không? Đồng ý không? Yes. Nào, yes. Thùy Dương đọc lại cho cô nào. What are they eating? They are eating cake. Ui xồi, chà mèn ôi, hai cái bạn này phát âm chuẩn thế. Học sinh Pantado à, đúng không? Đúng không? Các con còn đang học trong Pantado đúng không? Để ghi tên Pantado này. Đúng không? Hai bạn đều đang học ở Pantado hả? Yes. Ok, trời, bảo sao chuẩn thế. Thế các con học cô nào? Bạn Bảo An học cô nào? Lúc trước thì con mới vào lớp cô thì con cũng học ở các trường khác rồi ạ. Thế là các con đã có rất chủ động trong việc học tiếng Anh đúng không? Vâng. Rồi tốt rồi nha các bạn nha. Thấy bởi vì là những cái bạn nào mà có cái giọng tiếng Anh và tự tin này, cô đọc cô nghe qua cô biết liền luôn là các bạn. Ok, so now cô cảm ơn hai bạn nha. Cô rất ấn tượng đấy. Và các bạn hãy cố gắng học tập tốt nha. Cái giọng này khá là ấn tượng nha. They're eating cake, right? Rất tự nhiên. Rồi ok, nào tiếp tục nào. We have what is she drinking? Nào có lớp nghe cho cô nào. Four. Four. She's drinking juice. She's drinking. Five. He's eating. Now, what is she drinking? Các bạn comment cho cô nào. Những anh chị lớn comment cho các em nhỏ biết nào. Rồi Hải Vân. Hải Vân nào. She's drinking juice, right? She's drinking juice. Võ Minh Khang. Minh Khang em bé vẫn comment nhiệt tình. Juice, right? Juice. Okay. So, Thái Thịnh, juice now. Bây giờ một bạn nào. Giơ tay cho cô nào. Bạn nào mà cần, các bạn mà cần. Triệu Mẫn nào. Hôm nay thấy cái chị lớn Triệu Mẫn này cũng rất là ok này. Hello Triệu Mẫn, can you hear me? Hello teacher. Ôi, ôi sao mà nghe cái là thấy năng lượng tràn trề luôn thế này. Mà cô mà đang ốm mà cô nghe xong cô cũng thấy tràn trề hết cả năng lượng đây. Nào, what is she drinking? She's drinking juice. Okay, great. Và cũng khá tò mò nha. Thế how about this? Picture 5. What is he eating? He's eating. Can you guess? Tôi có thể đoán là anh ấy đang ăn gì không? Bánh mì Việt Nam à? Oh, Triệu Mẫn đâu? Đây. Đây. Thế cô cho nghe tiếp xem là làm gì nhá. He's eating a sandwich. Yeah. Now, so, what is he eating? He's eating a sandwich. He's eating a sandwich, right? A sandwich. A sandwich. Tốt, good. Now, the last, câu cuối cùng nào để cô xem nào. Six. They're eating pizza. They're eating. They are eating pizza. Oh, chị Triệu Mẫn trả lời luôn cho cô này. They're eating pizza. Nào, bây giờ các bạn nha, cùng comment cho cô nào. Tất cả các bạn comment cho cô đầy đủ nào. Từ câu 1 đến câu 6 nào. From 1 to 6. Okay. Tất cả các cái từ mà để cô viết lên đây nha. Nào, các bạn nào comment nhanh nhất không? Now, từ 1 đến 6 nha, from 1 to 6, right? From 1 to 6, có 1, 2, 3, 4, 5, 6 words here, and I need you to comment all the words. Chỉ comment từ thôi, chỉ có comment từ thôi, right? Comment từ thôi các con nha.
Mẹ từ nào? Nào có bạn Ngọc Quê đầu tiên. She is eating grapes. Nào cô sẽ viết lên đây nha. Viết lên đây cho các bạn cùng cùng. Ôi cái bút. Ôi. Bảo sao cắm cái bút. Cắm cái bút viết mà lại cắm cái bút chuột. Rồi đây. Nào mình viết lên đây nha các con nha. Grapes. G R A P E S. She's eating grapes. Okay. He's drinking now. Rồi, cảm ơn Ngọc Khuê. He's drinking milk. Oh. Milk. They are eating. Thank you, cake. Right? Now she's drinking. Ôi trời ơi, cảm ơn Ngọc Huyền nhá. Tuyệt vời con ơi. Rồi Ngọc Huyền đã comment hết. Juice. J U I C E. Juice. Now next he's eating what? He's eating a sandwich, right? A sandwich. Thế là viết như nào? Viết như nào ta? Các bạn nhớ viết từ sandwich như nào không? Sandwich. Nào, sandwich viết như nào? Biết đâu? Úi dồi ôi, một phát mà bây giờ nhiều từ nãy giờ học xong rồi bây giờ không biết viết sờ từ sandwich như nào. Nào các bạn comment đúng cho cô nào, cô mà nhìn thấy đáp án đúng cô cộng điểm luôn này. Nào sandwich rồi Phạm Phú Tiến Minh đúng không? VTA là cái bạn cái gì Trung Kiên à? Đúng không? Rồi. Nào đúng rồi đấy. Vừa nãy cô thấy có các bạn comment sai, cô phải hỏi lại ngay đúng không? Sandwich. Okay. And they are eating pizza. Thank you Hà An. Pizza, right? Pizza. Good job. Good. Tốt. Nào tiếp tục. Đấy cái câu mà mình cứ hay hỏi là What's she eating? Hoặc là what he eating, right? What's she eating? She's eating dot dot dot. Đúng không? Cô ấy đang ăn gì? Và trả lời là cô ấy thì đang ăn cộng với một món đồ ăn nha. Right. Okay. Now, so câu chuyện này thì mình sẽ để bài hôm sau. Còn bây giờ mình sẽ phải làm một cái bài quiz đúng không? Ui, mình vẫn pin Trần Nguyên Khang với Khải à. Okay, remove pin here, right? Nào, bây giờ cả lớp nha, chuẩn bị nhà sau một đống cái câu đấy là chuẩn bị có một cái bài luyện tập này. Các bạn phải chuẩn bị tay chân để bắt đầu làm bài tập cho cô nha. Right, okay. Now, so. Đợi chút. Cái game này thì quen lắm. À, mình học và mình phải thực hành ngay. Đúng không? Mình học và mình phải thực hành ngay nha. Okay, can you see the screen of the class? Can you see the screen? Các con nhìn thấy trên màn hình không? Oh, được mở chat rồi mà. À, không được mở chat à? Yes or no? Các con nhìn trên màn hình không? No? Yes? Ôi, bạn Hoàng Linh chị. Ôi, nhiều đông bạn lắm. Cô xin lỗi nha.
cô không nhìn được đâu. Thường thường là ở trên là cô chỉ nhìn được cái chỗ participant giơ tay thôi này. Khi nào mà cô mở cả tab ra cô mới nhìn được các bạn. Thì lúc đấy là các bạn mới mất bài giảng, các bạn sẽ không nhìn được, right? Rồi sau gọi Linh Chi nhá. Rồi, yes. Now look at this. We have Mr. Fruitcat. We'll need to choose the fourth one here. Okay, today we have the 10 words about food and drink, right? We have food and drink, right? Bây giờ cô cần cả lớp là chuẩn bị tay chân để chuẩn bị mình comment đáp án nha. Đầu tiên là we have fish. Fish. Nào tập trung vào đây nào, mình có chỉ có 10 từ thôi. Nào fish. Fish. Okay, this is sushi. Sushi, right? Nào cả lớp đọc theo nào. Fish. Fish. Sushi. Sushi. Beef. Beef, thịt bò đó, beef. Beef. Sandwich. Sandwich. Apple. Apple. Bananas. Bananas. Chicken. Chicken. Peppers. Peppers. Wine. Wine. Ketchup. Ketchup. Nào mình đi một vòng lại nữa nha để nhớ từ nha. Fish. Fish. Sushi. Sushi. Beef. Beef. Sandwich. Sandwich. Apple. Apple. Bananas. Banana. Chicken. Chicken. Peppers. Peppers. Wine. Wine. Ketchup. Ketchup. Okay, are you ready? Các bạn đã ready chưa? Có 10 từ thôi các bạn. Are you ready? Say yes for me if you are ready for this game, please. Yes, okay. Now, so play. Fish. Fish. One, two, or three? Two. Ketchup. Okay. One, two, or three? Two or three? Ketchup. Three. Peppers. Okay. Peppers. One, two, or three? Three. Chicken. Okay. Chicken. One, two, three, four, and five. Two. Wine. Okay. Wine. 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 One or two? One or two? One or two? Okay. One. Bananas. Okay. Bananas. One, two, three, four, and five. Bananas. Apple. Okay. Apple. 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 One. Good. Sushi. Sushi. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Yes, five. Beef. 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 Ôi, beef thì lại có nhiều đáp án quá. Yeah, seven. Sandwich. 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 Four. Good job. Okay, can you hear me? Fish here. Fish. And where is chicken? One or two? One or two? One or two is chicken. One or two? Oh, yes, thank you. Two. Chicken. Okay, about wine. Wine. One, two, or three? One. Wine. Ketchup. One, two, or three? Two. Ketchup. Okay, beef. One, two, or three, or four? One. Beef. Okay, one, two, three, or four? Bananas. Three. Bananas. Sushi. One, two, three, or four? Four. Sushi. Apple. One, two, and three. Apple. Peppers. Peppers here. Okay, one. Peppers. Sandwich. 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 Okay, the last turn now. The last round turn, right?
One, two, three is this picture. There's a first peppers. Peppers. How about this one? One, two, or three is about this picture. Yes, it's banana. Bananas. Okay. How about this? One, two, three, or four. Good job. That's beef. Beef. And the next is ketchup. Ketchup. Good job. How about this? Good. Fish. Fish. This one. Wow. Where? Sandwich. Sandwich. Good. Okay, this one, Mingqiu. Sushi. Sushi. Oh, come on. One, two, three. Wine. Wine. And the last one. Apple. And this is chicken. Chicken. Oh my God. Lớp mình giỏi quá. Well done quá. Trời ơi. Oh my God. Just two stars. Rồi, lớp mình hôm sau phải làm nhanh hơn nha. Okay. Good job. But now, hôm nay đúng không? Thì cô sẽ gửi bài tập về nhà cho các bạn như hôm trước ở trên Quizy nhá, đúng không nhỉ? Và chúng mình sẽ làm và đến hôm thứ tư thì cô chào mình lại gặp lại nhau nhá. But now, this is the end of the class today. You need to brush your teeth, wash your face and go to bed. We need to have a good night. Bye bye the class. Các bạn nhớ nha, mình sẽ có bài tập ở trên Quizy và các bạn nhớ làm bài tập nhá. Ngày mai cô sẽ gửi cho các bạn bài tập này kèm theo những cái mã QR mà các bạn bị thiếu ấy, cô sẽ gửi lại danh sách để cho các con xem lại mã QR của mình đăng nhập trên Class Dojo nhá. Còn hôm nay thì tất cả các bạn mà đã có comment sớm này, cũng như là những bạn mà đặc biệt là hai cái bạn Phạm Phú Tiến Minh và bạn Trần Nguyên Khang ấy, đó, những cái bạn mà hôm nay đã có tương tác rất là tốt nhá, thì sẽ được cộng điểm nha. Rồi hôm nay mình phải bye bye ở đây rồi. Good night. Okay, I need to open the mask for all you. Yes, goodbye. Bye bye. 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 Các bạn comment ở trong chat này, cô đọc được này. Cô ơi cô.